thôi, đánh thử em. Thank you.
Đúng luôn. Ok thì đúng rồi. Chỗ này tự nhiên chậm lại. Không, tự nhiên cái này á, tự nhiên nó đang không đúng không? Không còn những lên số 1. Lên số 1 ngay. Chỗ đó là con phải xài hai ngón tay phải á. Ok, con đếm nguyện luôn. Không bị liệu chỗ này luôn nè. Số 4 chưa ưng. Thì xài hai ngón nha. Đang ngon trớn nè, tới đây cực, ok tốt rồi, cứ duy trì như vậy. Con sẽ thấy nó tương tự như nhau. Rồi tới đây thất bại của con. Thầy cho rớt là gì vậy? Cho rớt là điệp khúc. Rồi intro vô tới dòng giữa xe rồi, cái này vô mấy xe chính nè. Rồi tập, con tập chừng 1-2 buổi nữa nó xong cái bài này thôi, cái gì đâu. Rồi con tập cho nó kỹ rồi nè. Chạy được ngon trớn hết rồi, sáng con giữ trớn nó tới đây, nó con sẽ thấy là cái phần sau nó giống phần trước. Thực ra là con tập nửa bài nó sẽ được nguyên bài đúng không? Thì con chạy được chưa, không được 1/3 là còn chút xíu nữa nửa bài. Thì con sẽ thấy khúc sau nó giống như khúc trước, có lúc bài nó như vậy đó. Chạy tới đây sẽ thấy nó giống.